Đây là dòng sáo DZ của Trung Quốc, đậm chất Trung Hoa nhất và cũng là dòng phổ biến nhất. Giá của dòng này là 250 ngàn, có hai cái loại màu. Đó là màu tự nhiên và màu xanh ngọc. Dòng sáo này thì có khớp nối bằng inox để chúng ta tháo giờ ra thành hai khúc cho nó gọn. Đấy, chúng ta cứ rút ở đây là nó ra. Được chưa? Đây, tôi rút cho các bạn xem nhé. Dòng này có khớp nối thì tất nhiên sẽ đắt hơn, giá là 250 ngàn. Nếu như để tiết kiệm, các bạn có thể mua dòng này liền một khúc luôn, không tháo được, giá chỉ có 200 ngàn thôi. Khi mua thì được tặng kèm một gói màng rung, một dây treo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, hãy bấm vào đặt hàng đi.